ba tuổi không có gì. Ủa ở ba người chị có quy đảm bảo chưa? Nhưng mà chị là chị có à, chị cũng thông tin nữa hả, bao lâu chị đi được thông tin lần chị tự thông tin à? Rồi vậy, ủa rồi ba mẹ chị có ý kiến gì về cái việc chị thông tin không? Không à, bình thường mà khi chị thông tin là chị có mặc áo tràng rồi vô không hay là chị... Chưa? Dạ.
gì đó nó nhỏ xíu con nè. Chị lấy vé không hay sao? Ai đó? À, dẫn nghe cái rồi nắng quá.